chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ tiếp tục cái series trốn tìm nha các bạn. Theo yêu cầu của rất là nhiều fan yêu cầu sau cái clip 24 giờ ở nhà hoang gần đây nhất đó các bạn. Thì hôm nay mình mới có dịp mình quay lại cái ngôi nhà hoang này để làm video cho các bạn cùng xem. Trước khi vào video thì có một điều rất là mới mẻ ở team của Anh Ba Phải ngày hôm nay, đó chính là những chiếc áo rất là đẹp nha các bạn. Thì cái video livestream gần đây nhất mình có nói đến cái việc mà mấy anh em mình mở một cái shop bán quần áo đó các bạn. Đây, đây là những mẫu quần áo mà mấy anh em mình sẽ bán trên shop Anh Ba Phải nha. Có rất là nhiều mẫu áo rất là đẹp. Đây có mẫu áo Refi chẳng hạn nè, của One P nè, có Zoro phong cách Thượng Hải nè. Phía sau lưng của áo cũng có in logo của Refi đồ các kiểu luôn nha các bạn. Đây chính là Luffy, nhìn mặt khá là ngáo. Đây nó đang sử dụng Haki đó các bạn. Haki, chỉ ra. Còn đây là Sanji, phong cách Thượng Hải khá là đẹp trai và ngầu lòi luôn các bạn. Wow. Các bạn có thể đặt mua trực tiếp ở những cái mẫu này, hoặc là các bạn có thể đặt in những mẫu khác nha các bạn. Còn màu áo của em sao anh Phong? Tôi đang mặc một chiếc áo rất là vô giá, chiếc áo này hoàn toàn không bán nha các bạn. Ây chà, phía sau lưng đây là logo thương hiệu của Anh Ba Phải TV luôn. Lấy cái mông vô coi. Mình nói áo này vô giá ở đây có nghĩa là không phải là giá cao hay giá như thế nào chết bót trên trời, mà nó dùng để tặng chứ không để bán nha các bạn. Khi mà các bạn mua 5 mẫu áo này, những cái áo này sẽ có gắn mác của thương hiệu Anh Ba Phải đàng hoàng nha mọi người. Riêng cái áo mình đang mặc đây là vải trơn và chất liệu của những áo này là hoàn toàn 100% cô tông. Thực chất các bạn mặc những chiếc áo này vô rất là mát. Đây như mình mặc đây rất là vừa ôm vừa người luôn này các bạn. Tiện thể đây mấy anh em mình cũng nói luôn, đó là mấy anh em mình đang quảng cáo cho shop luôn, không có việc gì giấu hết các bạn. Mấy anh em mình chủ yếu mở ra shop để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống của mấy anh em mình ở đây. Quay lại chủ đề chính thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ chơi trốn tìm ở đây nha các bạn. Đây là ngôi nhà hoang có nhiều sự tích rất là rùng rợn. Tuy nhiên sao dám chơi không? Mà phải có điều kiện nghe anh vô. Điều kiện gì? Mà có giải thưởng em mới chơi à? Thì ngày hôm nay giải thưởng của chúng ta, giải nhất sẽ giành được giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Yeah! Thiệt anh Phu? Không lẽ nói giỡn cưng? Trời ơi, dăm ba, 200, 300. Mà nó không lớn. Trời đất ơi, tưởng không lấy luôn chứ. Sao, chơi sẵn sàng chơi chưa? Sẵn sàng. Nếu đã sẵn sàng thì ngay bây giờ nhỏ chăng trước. Ừ. Đúng rồi. Ủa, nó đúng mà. Ờ. Hay bữa kem chăng rồi, giờ tới nhỏ. Dạ, nó đúng mà. Mấy đứa nhìn anh ấy ánh mắt tròn xoe vậy. Có gì đâu, hai đứa cháu em nhìn. Trời trời. Rồi, mời các bạn vào vị trí chăng liền. Ê tụi bay, hôm nay ông á giữ gìn sạch sẽ đó. Tao đen mà tao đâu sợ. Tao trắng mà tao. Thời tiết hôm nay rất là âm u nha các bạn, không có một chút nắng luôn. Mấy em mình đang quay vào cảnh buổi sáng đó, nhưng mà không có một chút nắng gì hết. Cho nên màn hình nó hơi mờ, các bạn thông cảm nha. Mời thật kẻ vào vị trí. Ủa đồ bịt mắt đâu Phu? Chết rồi, anh quên mang rồi, sao giờ ta? Thôi lấy áo chùm lên đầu đi. Không lấy cái bao. Anh đi xin mấy giả. Đây anh Phú, lấy cái này bịt mặt nó nè anh Phú ơi. Nè mày, sao mày chơi sạch với quà? Chơi cái gì dơ dơ một chút nữa được không? Yeah. Hôm nay tao sẽ cố gắng lấy 200.000 mới được. Mà cái áo này ấm nó ghê luôn anh Phú. Đúng rồi, màu đen hấp thụ nhiệt khỏi sao không ấm được. Trời ơi, áo này bị dọc xịn là đã luôn á trời. Nắng phiêu tan đường ai phê đó. Hả? Một pha nhạc tạo lao đến từ chiếc của anh thật. Mạch luôn rồi thật kìa. Không có đồ trộm với cái này bịt chứ sao anh Phu? Ok, tạm chấp nhận nha. Rồi, bịt hai mắt rồi nữa. Rồi. Vô. 1, 2, 3, mấy tên đi kia chạy đi. Mày có ổn đâu phải không Đạt? Ủa sao mày biết hay ạ? À? Thì tôi cảm nhận cái mông mày bự nhất trong các cái mông ở đây mà. 5, 10, 15, 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
nghe đâu quanh đây nè. Năm mười hai trăm. What? Năm mười mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm mười lăm 400. Năm trăm gần bốn bốn tới năm liền. Em đếm cái kiểu gì thật dài này giờ đứng kế bên Tương Lùng á. Ủa, em tưởng anh đi rồi chứ anh Phúc. Xong chưa anh Phúc? Mấy tên này kia xong chưa? Trời đất ơi, giờ này còn đứng nói xả lụ nữa. 1, 2, 3. Rồi đi tìm đi. Cố gắng lấy 200 mới được. Âm u quá. Quan sát trên cây.
Sếp hẹp lay nha. Thấy mặt mới được xí, không thấy mặt xí thua. Thấy mặt mới được xí. Đi qua. Đi qua đã bị bắt rồi, ra ngoài. Một thằng nhé, nó xí lộn nắng rồi. Tại tao đi xả lũ cho mày. Xí thành nha. Ôi, không kịp. Đi cười đi em. Ủa rắn nó đâu mà cười chứ. Trời, bạn trên trời gần ngay trước mắt không biết. Bà già nó đang tính chạy ra cây bóc quần. Và mình trắng vừa rồi của thằng ghẻ đã mang về cho thằng ghẻ 4 điểm xuất sắc của thằng ghẻ. Yeah. Yeah. Thằng ghẻ chứ các bạn. Mày 4 điểm là ngon rồi đó. Với chứ 200 ngàn của tao cũng lớn lắm. Phải cẩn thận chứ mày. Thằng này nó sợ ma. Em sẽ hù nó. Mày chết với tao ghẻ. Chơi thật tình và chơi nhiệt tình, chơi fair play nhất, cho nên chơi không ngần ngại. Trời mưa chơi luôn các bạn. Nhận áo chuẩn bị đếm đi, mấy thanh niên kia chạy nha. 1, 2, 3 Thằng nào quýnh đứa tao lần đó còn hả? Có bay chung không chưa? Thì ra mày chọn cái chết. Rồi, đi tìm đi. Mưa lớn rồi mình thôi. Sao chơi không? Chơi luôn. Chơi bất chấp luôn nha các bạn. Hôm nay là ngày bão, nhưng mà mấy nay mình sẽ cố gắng thực hiện video này hoàn tất cho các bạn xem luôn. Một thằng ơi. Thấy một thằng rồi. Bố con nào nằm ngay giỏng kìa bố. Hả? Bạn đi em lục xót con này cho vui. Thấy mặt mới đặt tên nha. Ngu gì xin nhảy. Chạy ra. Thiệt cái tình tao lớp vậy mà cũng mất được hay hả? Trốn chỗ khó kiếm quá mà. Cái thằng ông binh nào nằm trên võng nha ông biết hả? Rồi. Để tao ngồi như thế đây cho mày ngồi chừng nào. What? Mày chơi nó 10 mày bị cảm cái gì quà? Cảm bà già mày, mày thấy mặt tao chưa? Mày đợi nó đi, tao bắt thằng này. Ồ, em chốt này vô cái cục của anh Phú ơi. Còn gì là dọa anh Phú. Còn mày hiểu quà, tao chơi tới bến với mày luôn. Đè hít nó luôn.
hâu. Hâu hả? Hâu rớt mình hâu hả? Cậu bay né đi nha, để tao sử dụng thì chiêu nó mới chịu thôi. Bao nó chán chán kìa. Thì chiêu cuối luôn nhả các bạn. Không chui ra là trúng độc rồi. Tụi bay thấy ghê chưa? Tao chỉ dùng nội lực một chút xíu thôi là nó chui ra đó. Mày ngon lắm nhả, mày chơi xấu nha. Chứ không sao mày đứng mặt mày ra được. Tao đã có thiệt chiêu còn ghê hơn mày đó nha. Thiệt chiêu gì mày? Hồi nãy lông thằng chưa? Phú ơi, nó đè thấy ghê ghê gì anh Phú ơi. Cái gậy nó quýnh em nè anh Phú. Mày nhát quá ghẻ ơi. Ma cỏ như ban ngày. Của ma là có mấy con bay đó. Và mình chân vừa rồi của nhà ngáo đã mang về cho nhà ngáo 4 điểm, xin chúc mừng nhà ngáo. Yeah, yeah. Phương chưa chăng mà cơn dê gì? Em dê ké anh Phú ơi. Nãy là trúng dưới đất hoài, chán quá. Phải lên cây mới được. Và mình chân tiếp theo đó là của Thành Nhái. Mời Thành Nhái vào vị trí. Các tuyển thủ còn lại chuẩn bị 1, 2, 3. 100 400 What? 500 What the hell? Thì mắc cái trứng gì vậy anh kia? Trứng gì mày? Mày đếm chưa kịp chạy nên tới 500 rồi. Mày có học định luật tốc độ đếm lần nào chưa? Tao là người phát minh ra tốc độ đếm đó. Mày khùng thì có chứ tốc độ đếm gì. Mày đâu đó nói rồi chạy không chưa? Hả? Thanh niên này lạc loài đâu đây đây. Rồi Thành Nhái đi tìm đi. Nhái thằng ghẻ. Cái gì á ghẻ? Sao mày trốn có chỗ khó tìm như ghẻ? Mày biết tao sợ ba anh tao chốt cho đó không mày? Tao đâu dám trốn xa đâu. Trốn xa ma giấu tao làm sao? Thà tao bị bắt chết ông để ma giấu. Anh Vũ. Sao? Con ghẻ trên mặt lại kìa. Mày bắt tao đi, mày bắt tao đi, mày bắt tao đi. Mày luyện ngồi công với ông nhám được. What? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Tao thà chịu chết chứ không cứu mà. Trời đất ơi à. Hả? Trời ơi anh Phú kỳ quá à. Trời ơi em đang chạy anh Phú đứng đó. Mày bỏ cái tật ăn gian thôi nghe mày. Ăn gian gì chơi đúng luật hả mày? Dạ cũng thấy mặt là đúng rồi. Đúng rồi đó, làm vậy là đúng rồi đó. Đúng không? Giỏ tay mày. Nhưng mà em thấy anh Phú không đúng chút nào đó. Sao vậy? Trời em toan được rồi mà anh Phú đứng đó. Để quay phim đâu có né được. Giống như trong tè sao né banh được đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Mày nói gì nói rồi sao né né hả chút nhìn Phú. Không phải không? Nó thà bị banh vô mặt chứ không có đi. Thì đúng rồi anh hồi nãy cưng thà cái đầu cưng vô cái bông banh chứ anh đâu né. Em thấy gì sai sai em Phú. Rồi chỉ còn một người cuối cùng thôi các bạn. Thành Nhái có bắt được Đặng hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Thấy mặt đâu hay nhé. Chạy ơi. Vậy mày chạy à. Xin bạn. Vâng. Hai thằng lố đà các bạn. Và mình chắc vừa rồi của Thành Nhái. Thành Nhái đã ghi được 3 điểm. Xin chúc mừng Thành Nhái. Yeah. Sao vậy yếu vậy? Thằng kêu 4 điểm em có 3 điểm à. Chạy đi lên. Ê cái tay nó. Phú cổ tay em mất luôn nè. Đâu? Mày chơi khi không? Trời đất ơi. Mày chơi khi không? Khoan. Trời đưa đồng hoàng ra chứ đưa kìa. Sao móp vừa? Đau vừa không? Tê lắm Phú ơi. Coi thử coi. Đây em đứt vô đi Phú. Không có, cứ coi cái tay con được không? Coi đi đây. Rồi không sao, được. Phú ơi. Sao? Được bàn kế hoạch với em vậy nè. Bàn gì? Chúc hồi em với nó xin thang cái bao này ra ngoài đó ngồi anh Phú. Mà em chăng mà anh Phú. Sao làm bàn với thằng chăng? Quên cái vụ đó nữa ta. Và người chăng tiếp theo đó chính là Hòa Thượng. Liệu Hòa Thượng có lấy được số điểm cao nhất hay không? Chúng ta cùng chờ xem nha. Kéo lên. 10, 15, 20, 25, 30, 300, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 5, 500, nó còn muốn tử nha. Rồi, tìm đi. Tụi bay trốn cho kỹ vô nghe. Hello. Mày chơi mình mặt mày. Mày trốn cho kỹ hơn nghe. Ôi xíu nhạc. Phúc con nào ngoài đó kìa anh Phúc.
Ôi chào anh Đạnh, cái đó to ghê, xinh đẳng nghe. Nó chè không còn mắt, còn con mắt kìa to. À mày chưa thấy mặt kia tao mày. Thôi ra đi mày ơi, thua rồi mày ơi. Hay quá. Trời ơi mừng quá các bạn ơi, lần đầu tiên được sống các bạn ơi. Xong rồi. Nó đụng quá. Ôi thật kẻ nhớ con bỏ vỏ nha. À nhưng mày cái tướng tao xác không làm ăn được gì hết á. Phải liệt cho nó đã. Sao muốn gì? Mẹ coi nè. Vô. Mày chơi. Mày hụt đó. Nó. Mày chơi cục đó sao bằng nó cục này. Coi thôi mày chơi. Coi con nè. Nhá nó mày chết với tao nhá ơi. Nhá ơi mày ra đi ma bắt mày nó nhá ơi. Kìa nhả quá wow. Nhả lại cái cầu đó to rồi kìa. Chạy đâu tìm hả? Trời ơi mày thấy tụi chú hay không? Mày chơi trong cái nước ai đâu bắt được. Mày sao xung quanh nhà hoang này thôi. Ở đâu chú mà xa đâu. Hèn chi tôi tìm tin bò hoài mà không thấy mày. Và mảnh trắng vừa rồi của Hòa Thượng đã đem về cho Hòa Thượng 3 điểm. Xin chúc mừng. Yeah. Mày bình hả Hòa? Tao ăn mừng không được hả mày? Có 3 điểm ăn mừng. Mời thành viên tiếp theo vào vị trí chăng. Đó chính là đẳng cấp. Mời đẳng cấp vào vị trí. Ủa còn là nhái hả anh không? Trời đất ơi người ta nhâm người ta bắt nãy giờ mà thành nhái gì nữa. Nhớ lại nhớ lại. Mày có bị gì không bạn? Đúng rồi mày bị bắt rồi, bị bắt rồi. Nhảy, nhảy đi tăng tăng. Rồi ok. 1, 2, 3 bắt đầu. Đang chào đồng quân đốc tử. Gì hả? 15 1 0 Xong rồi, đi tìm đi. Tăng 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 tắc tắc tăng 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 tăng. Vậy đâu vậy, đây cái. Kết thúc rồi. Tiếng động rất là nhẹ nhàng. Qua trong đây không? Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Hả? 20 năm đầu. Em sống có bao lâu? Chết nhái. Mày ăn con. Thấy chưa? Bài hát tao phát cái dụng rồi đó. Tôi chơi cái đôi chân ghê lắm Vũ. Đúng rồi, trời đang mưa. Mấy anh em mình đang chơi trong mưa luôn. Rồi, Hòa Thượng nó cày cái đầu xuống được mà. Tay cưng nhầm nhò gì. Cái quần cao cao lên dễ chạy. Anh mày sẽ làm một lần duy nhất cho mấy đứa xem này. Rồi. Hay quá Nhã ơi. Nhã ngáo của chúng ta chơi trốn tìm rất là giỏi luôn các bạn. Tiếng mà được. Yeah. Rồi, xong luôn. Trời ơi, tao lộn cây không xí hai bay rồi. Tao phân chân tao không biết cây nào luôn. Và tao quên xí tao bay luôn. Ôi, nắng gà ghê bay ơi. Hồi nãy nó đứng trên đó nó dòm hai thằng luôn mà. Nó xí con thằng à. Mày không nghe hả? Tao đang cũng cố không biết. Tao không biết nhắm cây nào tao xí đại luôn. Mày về mày chỉnh lại cái não cho tao cái gì lặn. Và mảnh trắng vừa rồi của đẳng cấp đã mang về cho đẳng cấp 2 điểm các bạn. Yeah. Ngoài trời đang mưa rất là lớn rồi các bạn. Mấy anh em mình vẫn cố gắng để thực hiện hoàn tất cái video này. Mong là các bạn hãy cho tim thật nhiều like nha. Gió lúc này cành cây nó rớt vô đầu. Yeah. Có sao không? Tại sao cây rớt vô đầu? Thì gió lung lay, cành cây nó mới rớt vô đầu. Mây không hạt, làm sao cây rớt vô đầu? Trời đất ơi, cái cây nó rớt vô đầu luôn rồi mày ơi. Nào chết vậy mày? Cái cây nãy mày đu luôn á quà. Sao mấy đứa thấy trò chơi này vui không? Vui. Có sợ ma không? Dạ không. Đúng rồi, ban ngày Lý Chi sợ đúng không? Và phần quan trọng của trò chơi ngày hôm nay đó chính là phần trao giải. Và giải thưởng như ban đầu mình đã nói, đó là giải thưởng 200 ngàn dành cho người giải nhất. Tuy nhiên, ở đây có hai người đồng giải nữa các bạn. Cho nên phần thưởng nó sẽ như thế nào đây? Chia đôi. Và đây sẽ là 100 ngàn dành cho nhà ngáo. Cảm ơn Phú. Và 100 ngàn dành cho ghẻ.
Trò chơi này rất là vui luôn nha các bạn, nhưng mà mưa mấy em mình cũng cố quay để hoàn thành cái video cho các bạn xem. Mong là các bạn hãy cho team thật nhiều like để mấy anh em mình có động lực làm nhiều video giống video này cho các bạn xem. Ba anh em mình hơi buồn chút các bạn. Nếu các bạn yêu thích và quý mến team thì các bạn có thể vào shop của anh Ba Phải TV để mua những chiếc áo về mặt. Áo và phụ kiện sẽ giao tới nơi cho các bạn luôn. Nếu các bạn muốn mua quần áo thì hãy vào đường link phía dưới phần mô tả và phần bình luận. Vào đó các bạn để lại số điện thoại và hàng sẽ giao tận tay các bạn luôn. Áo có cả mẫu nam và mẫu nữ nha các bạn. Thôi mưa khá là lớn rồi các bạn ơi. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.